Dolce Vita. Six slices. Okay. So we get the Dolce Vita. Yeah. Large. The large. Yeah. And what's good for spaghetti pasta? Pasta, we get the tandoori, really good. Clams. Or the pasta can put in the mouth. Oh, we don't like clams. This is good. Clams is like it's really good. It's like some crisps and stuff. She's allergic to that. Maybe we'll just get the rice. Does it come with meatball? Which one have meatball? The original spaghetti bolognese that comes with meat, but you can add some real meatballs on top of it. Okay, yeah. We'll get that, yeah. How many meatballs do you like? What, is it like one piece? Two pieces, yeah. Just one piece. Yeah. Okay, we'll get all the yeah, bring it back. Okay, that's good for now, yeah. Just water. Yeah. Thank you. I'm sorry. Sure. Yeah. Mm, yummy, 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 yummy. A little bit more. Do you have any hot sauce? Hot sauce, yes. Yeah. Yeah. Perfect. Thank you. And cheese on the pizza? No. No. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Mình cho con spaghetti nha. And spaghetti. Mm.
Nó bé mình rớt hai bữa giờ mà. Tao có tiền mét thì cho con. Anh làm YouTube cho con. Yummy. Trời mưa xuống hết một ngày. Thì khi hai cái thằng đòi áo ra chạy vòng vòng lên. Trời mưa rồi, bây giờ đi về. Lên phà đi về. Quay về vị trí cũ. Burger. The big blue bush. Burger. Wow. Oh, được rửa xe nữa chứ, chạy qua nó tạt nó xuống rửa xe. Quay hủy xí. Big Blue Bush Garden Web. Ok, bây giờ hai thằng này nó sẽ sắp xếp vị trí từng chiếc xe, khi chạy lộn là mấy người mắc không. Mommy burger. Big Blue Bush Garden Web. Big Blue Bush Garden Web. Big Blue Bush.
everybody, let's go. Tuy là ở Quebec này đa số là chỗ nào cũng là dùng tiếng Pháp không, nhưng mà đến những cái chỗ tri ân này thì nó lại ghi vào hoàn toàn là bằng tiếng Anh, chỉ có là tiếng đọc thôi, nhưng mà tiếng Anh không. Như là một tượng đài vậy. Một tượng đài ghi lại dấu ấn lịch sử mấy chục năm trước, 20-30 năm, trăm năm, 200 năm trước. Ồ, thằng này tên là Hamilton McCarthy. Bên đây thì trời 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 thì có mất không? Bên này thì còn một cục đạn ở đây nha. Còn cái này, còn bên này là bị bắn nha. Không còn đạn nữa. Còn cứ để dụng nước. Con gái ơi, hello. Ơi, lại ra đi bồng tôi ơi. Đi theo con, đi theo tốc độ của con gái. Mami đâu.
Mommy dough, mommy dough, mommy dough. Cái cờ Quebec là sao? Không, em muốn tìm cái có cái chữ Quebec. Ồ, cái chữ thế hả? Giống như mình đến Nha Trang, chị Nha Trang rồi vậy đó. À mấy con gái đi qua bên đây nè, đi qua đây có nước này. Theo vận tốc của con. Xung quanh rồi em, đứng vô trong nó đông người quá. Đi xung quanh cái chỗ này thôi. This is all from me now.
Lên phà lên cho nó cũng vui phải không? Lên cảm nhận được lâu lâu đi lên tàu dạo một vòng. Ok, bye bye Quebec City. Bữa nay đi chơi xong một bữa Quebec rồi. Ăn một cái pizza, một tô spaghetti.